Anh xin chào tất cả các bạn. Bây giờ đã là đồng hồ này 12 giờ đêm rồi các bạn, nhưng mà mình vẫn chăm chỉ edit vlog cho các bạn đây. Nhưng mà đột ngột mình mới nhận ra rằng là cho nên là cái vlog các bạn đang thấy đây, mình đầu tư rất rất là nhiều để mình mua mấy cái đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi á, để mình quay cái vlog này cho các bạn xem, nhưng mà nó lại không có tiếng các bạn ơi. Rất là tiếc luôn, tại vì cái vlog này rất rất là hay các bạn ơi, và hình ảnh nhìn nó rất cũng rất là xịn sò. Nhưng mà không sao, hôm nay thì mình sẽ làm một cái vlog khác cho mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem nhà ở Busan như thế nào. Qua đó mình có thể giới thiệu cho các bạn nhiều hơn về cái giá cả thuê phòng ở đây, cũng như là cách mà bạn có thể trả giá được tiền nhà đó. Ok, let's go. Đây là cái nhà đầu tiên tụi mình sẽ đi xem. Thì nhà này ở chung với chủ, giá của nó là cọc 1 triệu và một tháng là khoảng 250.000, được bao điện ga nước đồ này nọ các bạn. Bây giờ mình sẽ vào để coi thử nha. Cái nhà này là ở chung với chủ đó các bạn, cho nên là mình phải thêm một cái này, còn nhà chủ thì làm việc. Ở đây có một cái nhà sinh viên luôn này. Cái nhà này rất là đẹp luôn các bạn, nhưng mà nhìn vô mình cũng muốn ở kế luôn. Phòng nhỏ nữa này, bên kia là cái nhà bếp, nhưng mà tại vì có cô giúp việc ở trong, tại vì cái nhà sống chung với một bà thím á, bà cụ á, cho nên là bà cụ sống ở phòng này, còn cái đứa thuê phòng sẽ sống ở phòng này. Nói chung cũng khá là đẹp, có phòng khách nữa này các bạn, trời ơi quá đã luôn. Ở đây sẽ bao đủ tiền điện nước ga này nọ, cho nên là cũng rất là rẻ các bạn, và nhà này mới toanh luôn á, mới cực kỳ mới luôn. Cái nhà bếp trời, ngày mưa gió mà tụi đã bắt mình đi coi nhà này các bạn thì ác không. Về đó, bây giờ tụi mình sẽ đi xem một căn nhà ở một cái nơi rất là xịn các bạn. Đây, với kiểu nhà này khá là xịn đấy, nằm ở tầng 4 này đây. Không biết căn nhà của chúng ta như thế nào ha. Cũng nhỏ đủ để một cái chuồng heo. Nói chung là cũng vừa ổi mời ổi thôi. Đây là 1 triệu cọc hả? À cọc triệu, tháng 230 đấy. Hơi thúi thúi nhưng mà không biết là tại sao này. Có nhà bếp chung luôn. Cọc 1 triệu tháng 250 nha, nhưng mà nếu được thì phải thích thì bà kia kêu bà chủ nhà giảm cho cọc 230. Có nhà vệ sinh, có tủ áo này, sử dụng đồ. Ồ, mày bóng một cái đi, cho tao quay clip thôi chứ tao có làm gì đâu. Đây nhìn ra phía khung cảnh ngoài kia, đang vui sai, các bạn thấy không? Anh thấy cái kiểu mà nhà bếp nó phải tách ra như vậy nè, để đỡ cái hôi, cái mùi thúi. Thế anh sẽ có nhà vệ sinh, ui. Đó, ở đây cũng có cái tủ áo kìa. Khu này là kiểu như cái tòa nhà mới đó các bạn, cho nên là sẽ có CCTV, có đủ thứ nằm ở khúc này các bạn thấy không? Đó, có chỗ đổi xe đồ này nọ hẳn hoi, tử tế. Đi đi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi coi một cái nhà khác, nhưng mà đấy là cái tòa nhà nãy mình vừa coi này các bạn, rất là mới luôn á các bạn.
và giá cũng khá là rẻ. À, vào ngày mưa gió như thế này nhưng mà vẫn không quên, ui mẹ nó em suýt té dập mặt. Không quên đi xem coi nhà cho các bạn nè. Bây giờ mình sẽ vào trong cái căn phòng đây, vừa quay phim vừa coi nhà. Này thì không có xài ổ khóa điện nha, điện tử mà phải khóa bằng khóa. Không có CCTV, phải muốn giặt đồ thì phải lên sân thượng nha. Nhưng mà nhà này cũng rộng ha. Cũng ok. Kiểu em có thể kiểu con kiến trúc kiểu Camille thế anh ấy. À, nó rộng mới vậy kiến trúc khiếp. Egypt Sammy. Này thì Egypt Sam 2.3 đấy. 1층이 있잖아. 지나간 사람 볼 수 있잖아. 그래서 아 내가 여학생 있기는 해. 거기가 낫지. Phòng này thì ở ngoài gần một cho nên người ta đi qua lại đều thấy hết, hiểu không? Các nhà vệ sinh mở điện cho anh coi nha. Đấy, nhà vệ sinh cũng rộng nè. Hai người tắm chung là đủ. Thì cái phòng này á, bạn nói là cũng này thấy không? Ở tầng một cho nên người ta đi ngang qua đều thấy hết. Nên là mày có phát y hay làm cái gì đó mà muốn outside thì mày sẽ bị thấy hết bên này, thấy chưa? Bây giờ thì chào cô bé này. Cô bé. Mày đừng có làm tao mắc cười, tao quay không được. Bây giờ thì cái nhà này thì bé này nó cũng khá là ưng. Nên là cái nhà này giá của nó là 230 một tháng. Nhưng mà bé nó muốn là giảm xuống còn 200 coi có được hay không. Bây giờ thì bất động sản ở đây xem có được hay không nhé, mình đang nghe đây. Cô có cái mục là đúng. Như là bà không cho giảm còn 200.000 đồng. Bà đã nói là em đã tìm được không khoảng nhau. Làm biến quá, ngồi chờ bảo ngồi bảo hỏi mà hỏi hoài lâu quá. Đấy là cái nhà trước mình ở các bạn, thì bây giờ nó có cái phòng như thế này. Cho nên là không phải không, nó rộng như vậy đấy. Cái phòng này nè. Nói chung là không có xài ổ khóa điện đâu nha. Rất là rộng luôn, thấy không? 200, ưng không? Bật điện lên, thấy chưa? Giường, thấy không? Vệ sinh, tủ này, kiến, này, gương chiếu yêu nè. Đấy, nhà bếp, nói chung tủ mới lạnh, tủ mới lạnh mới hết. Quá ưng luôn, ok không? Có muốn lên coi tầng trên không? Đấy, các bạn có thấy cái nhà này quen quen không? Đấy, đây là một trong nhà những vlog huyền thoại mà không ai xem. Ây da. Nhưng mà cái máy này quay nó máy này hả? Máy. Anh thường quay bằng máy chụp hình. Còn hôm nay nè, đây. Dọn lại thế. Tại vì anh ở lần trước ta bỏ đồ đạc này nọ nên nhìn nó. Tại sao lại có mùi tỏi đây ta? Chắc là bà anh buông tỏi trong này nè. Đấy, hồi đó anh ở đây hết chưa? Nhưng hồi đó anh quay tại vì anh để đồ lung tung nên nó chật đấy, chứ mày không bỏ đồ gì hết là nó rất là rộng. Ôi, xin chào các bạn. Và sau khi mình đã giới thiệu cái căn nhà mà hồi đó mình đã từng ở đấy, thì mẹ đã ưng cái phòng ở dưới tầng 1 hơn. Và cái nhà đó là rất là rẻ. Phòng đó là giá cả hai phòng luôn, phòng ở trên, phòng ở dưới á, chỉ cộng một quên là một tháng khoảng 200.000. Nhưng hồi nãy mình xin bà chủ nhà là giảm xuống một tháng này còn có 190 thôi, bà cũng ok luôn. Thế là bé đã ưng cái phòng đó và đã chịu cái phòng đó rồi.
Còn sau này các bạn muốn thổ địa Busan á và dẫn các bạn đi xem nhà nữa thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Ok, và vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các bạn. Bye.